Chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Động. Và trên tay mình đây, đây là một chiếc điện thoại vừa được nhà Realme trình làng tại thị trường Việt Nam, là Realme C65. Và cũng như là với những cái điểm cải tiến như thay đổi lần này thì Realme C65 đang được kỳ vọng sẽ trở thành một cái làn gió mới trong thị trường phân khúc giá rẻ. Vậy thì sự thật là như thế nào đây? Bây giờ cùng ở video này, cùng mình trên tay nhanh chiếc điện thoại Realme C65 này xem có điểm gì nổi bật nha. Bây giờ cùng mình bắt đầu video nào, let's go. Hiện tại tại Thế Giới Động, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4, khi các bạn tham gia chương trình đăng ký mua hàng Realme C65 sẽ có cơ hội được săn Realme C65 với giá 0 đồng. Bên cạnh đó thì hiện tại sản phẩm này độc quyền tại Thế Giới Động với hai phiên bản màu sắc là đen và tím. Thông tin chi tiết mọi người xem thêm ở đường link mình để ở phần mô tả nha. Lần này thì mình thấy hãng thật sự đã đặt cái sự chú trọng vào phần thiết kế cho Realme C65. Bởi vì đối với cá nhân mình á, mình thấy đây là một cái thiết kế rất là sang trọng và cao cấp so với cái phân khúc giá rẻ. Nếu mà mọi người mang cái chuyện họ ra đường á, thì nhìn vào nó sẽ không biết là chỉ tầm 3 triệu đâu. Máy được thiết kế nguyên khối với khung và mặt lưng được làm bằng nhựa nhưng mà không hề có cảm giác bị ọp ẹp và cầm rất là chắc tay. Máy thì nhẹ và mỏng nên cái trải nghiệm cầm nắm của mình cho đến hiện tại vẫn là cực kỳ thoải mái. Bên cạnh phải của máy sẽ là nút nguồn và nút tăng giảm áp lượng. Các nút được gia công rất là chắc chắn nhưng mà không có bị cứng, cảm giác khi bấm rất là thoải mái chứ không có phải dùng quá nhiều lực. Nút nguồn còn được tích hợp vân tay một chạm nên rất thuận tiện cho việc sử dụng, hạn chế phải bấm nút nguồn quá nhiều. Còn bên cạnh trái sẽ có khe sim, còn cạnh dưới thì sẽ có một jack tai nghe 3.5 và cổng sạc Type-C cùng với loa. Mặt lưng được trang bị một cái lớp phủ bóng tạo ra một cái hiệu ứng đặc biệt khi có ánh sáng chiếu vào, mình cảm giác giống như là kiểu những tia nắng vậy á. Bên cạnh đó sẽ là cái cụm ba camera được đặt dọc và nằm gọn trong một ô hình chữ nhật. Còn về mặt trước thì sẽ là màn hình nốt quen thuộc, nhưng mà với mình thì mình thấy việc màn hình hơi dày nên sẽ là một điểm mà mình không thích ở thiết kế lần này. Với cá nhân mình thì mình khá thích cái thiết kế mà chỉ đặt cụm ba camera đặt dọc và nó chỉ nằm gọn ở trong một cái khu như thế này thôi, chứ không có bị tràn ra như một số mẫu điện thoại khác. Bởi vì nếu mà nó chiếm diện tích quá nhiều thì nhìn mình thấy nó khá là thô và không có được tinh tế. Và bên cạnh đó là cái phần ống kính nó cũng không bị nhô cao quá nhiều nên là nó sẽ hạn chế được cái tình trạng gập ghềnh khi mà đặt trên mặt phẳng. Tuy nhiên á, là mọi người cũng phải cẩn thận nên sử dụng kèm mép lưng để có thể bảo vệ được tối đa cho cái phần ống kính này nha. Và tất nhiên là trên Realme C65 thì chúng ta cũng được trang bị sẵn một cái ốp lưng trong ở trên box rồi, cho nên là mọi người cứ thế mà dùng thôi. Và Realme C65 lần này chúng ta sẽ có hai tùy chọn màu sắc là đen ngân hà và tím tinh vân. Các bạn không làm đâu, cái phiên bản mình đang cầm trên đây là phiên bản màu tím á. Thì theo cái sự quan sát được của mình á, thì khi mà các bạn đặt trong những cái nơi có cường độ ánh sáng yếu như là kiểu trong phòng tối á, thì mới có thể nhìn thấy được cái màu tím. Còn nếu mà dưới những cái cường độ ánh sáng cao như là ra ngoài nắng hay là ở trong phòng quay của mình đang có rất là nhiều đèn á, cho nên các bạn sẽ thấy được màu xanh. Tiếp theo là phần camera thì máy được trang bị bộ 3 camera sau cùng với một camera selfie ở phía trước. Và trong đó thì camera chính có độ phân giải lên tới 50 megapixel và được trang bị cảm biến sticker chống chói giúp giảm thiểu hiện tượng chói lóa trong ảnh, và camera selfie sẽ có độ phân giải là 8 megapixel. Và điểm đặc biệt lần này mà mình thấy là mặc dù chỉ nằm ở phân khúc giá rẻ thôi nhưng mà có trang bị cảm biến chống chói nghe khá là thú vị đúng không? Nhưng mà về khả năng hiệu quả của các cảm biến là như thế nào thì mọi người nhớ đón xem video đánh giá chi tiết của tụi mình để mình có thể nêu cho mọi người những cái trải nghiệm thực tế của mình nha. Còn về tổng thể giao diện thì máy vẫn có đầy đủ các chế độ như là chụp đêm, chụp chân dung hay là chụp ảnh độ phân giải cao và thêm cái tính năng bổ trợ khác ở trong một thêm nữa. Còn khi mà chụp ảnh selfie thì chúng ta sẽ có những cái chế độ làm đẹp như là chỉnh mịn da, gọt cằm rồi trang điểm. Đó là khi chụp mọi người có thể tận dụng luôn cái tính năng này để không cần phải tốn thời gian qua thêm một app thứ ba để chỉnh sửa nữa nha. Còn về màn hình thì máy sẽ có kích thước màn hình lớn là 6.67 inch cùng tấm nền IPS LCD, độ phân giải HD cộng và tần số quét là 90Hz. Về trải nghiệm thực tế thì mình thấy độ chi tiết ổn, góc nhìn cũng rộng rãi và có thể nghiêng ở mọi góc độ mà không có bị mất tầm nhìn. Phần màu sắc thì cũng khá là rực rỡ, xem phim hay chơi game thì rất là nịnh mắt. Còn về khả năng phút chạm thì cũng ok và mượt mà. Tuy nhiên thì có một điểm mình khá quan ngại, đó là độ sáng tối đa của màn hình nó chỉ có 625 nit thôi. Thì nếu mà mọi người sử dụng ở trong cái môi trường ánh sáng như là kiểu văn phòng hay là trong nhà thì rất là ok, vẫn rõ ràng. Tuy nhiên nếu mà mọi người đem ra ngoài nắng giữa cái ánh sáng trời nắng gắt thì nó sẽ bị hạn chế về phần nhìn nha. Về mặt hiệu năng thì máy được trang bị con chip là MediaTek Helio G85 cùng với tùy chọn là RAM 6 hoặc là 8GB và bộ nhớ trong sẽ là 128 hoặc là 256GB. Và bên cạnh đó thì máy còn có khả năng mở rộng dung lượng thông qua thẻ nhớ microSD lên tới 2TB nữa, nên giúp bạn có thể mở rộng không gian lưu trữ theo nhu cầu của mình, từ cái việc mà lưu trữ hình ảnh cho đến video. Máy cũng được chạy trên hệ điều hành là Android 14 mượt mà. Và lần này thì Realme C65 còn được trình làng một cái tính năng mới là cử chỉ không chạm. Thì cái tính năng này được xuất hiện mới nhất ở trên chiếc flagship là Realme GT5 Pro và sẽ là lần đầu tiên được xuất hiện cái tính năng này cho một cái điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ. Và với tính năng này chúng ta có thể dùng để mở ứng dụng nè, điều hướng hệ thống hay là chụp tắt màn hình chỉ với một cái thao tác tay cách màn hình từ 3 đến 40 cm. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mình trải nghiệm tính năng này á thì mình thấy nó có phần còn hơi chậm và kiểu như là đòi hỏi một cái sự chính xác trong thao tác cực kỳ cao luôn. Thì mình nghĩ nó có thể là do cái phần chưa có được tương thích với máy hoặc là do đang trong cái giai đoạn phát triển. Ví dụ như đó là khi mà các bạn muốn gặp cái tay như thế này thì phải gặp 90 độ luôn thì nó mới có thể nhận dạng được cái hành động của mình.
Và cuối cùng á, thì máy vẫn được trang bị một cái mức dung lượng pin quen thuộc là 5000mAh cùng với mức sạc nhanh là 45W. Và mấy cái mức dung lượng như thế này thì mình nghĩ là ta hoàn toàn có thể sử dụng được cả một ngày. Nếu mà các bạn chỉ sử dụng những cái bộ cơ bản thôi thì thậm chí có thể sử dụng được sang ngày hôm sau luôn. Và nếu như lỡ như hết pin á, thì cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để sạc lại đâu. Và bây giờ là toàn bộ phần đánh giá nhanh của mình về chiếc điện thoại Realme C65 này. Mặc dù nó vẫn có những cái điểm hạn chế nhưng mà bên cạnh đó vẫn có những cái điểm rất là vượt trội so với phân khúc rồi. Nên đối với cá nhân mình thì mình vẫn thấy một chiếc máy đáng mua trong phân khúc giá rẻ. Và nếu mà người quan tâm về chiếc Realme C65 này, hãy chờ video đánh giá kỹ tiếp của tụi mình để tụi mình có cơ hội để chia sẻ kỹ hơn nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video này, cũng như thấy video này hay á, đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.